Kính thưa quý vị, kính thưa quý khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng. Và hôm nay chúng tôi đã về huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên. Và trong cuộc sống thì nó rất là vui và nó cũng có rất là nhiều cái điều kỳ diệu. Thì hôm nay chúng tôi đến thăm căn nhà Yến này của một thầy giáo dạy văn, mà thực sự ra là cũng rất đam mê nghề chim yến. Thực sự anh rất thích và rất đam mê. Và cách đây hơn một năm, khi anh khởi công xây cái nhà yến thì anh cũng điện cho tôi để tư vấn. Và tôi tư vấn đằng sau thì anh làm y vậy. Nhưng mà không biết là trên này về góc độ tôi tư vấn thì rất là kỹ, nhưng mà về nó có cái điểm gì khác không thì hôm nay tôi trực tiếp tôi đến để kiểm tra. Thì thấy có được một điều, tôi thấy chỗ này nó khác tôi một tí. Chỗ này nó có một cái loa đây này, cái đèn đấy, quý vị thấy. Còn bên đây thì lại khác tôi một tí, chỉ có hai cái loa Xbox đấy thôi. Cái tường của anh ấy thì tôi bảo là xây tường 20, nhưng mà anh lại xây được rồi. Tôi xây tường 10 năm, xây tường 10 năm là cái gạch 10 năm đấy. Thế thì khi mà nóng quá đấy, trời mà nóng thì anh lại sợ nóng, nên là bắt đầu là anh ấy quay mền vào. Đây, thì thực sự ra đây là tôi cũng không nói đâu, nhưng mà tôi nói với quý vị rằng một thông điệp tôi đưa ra. Tức là mình rất đam mê rồi. Đây là một cái nhà rất nhỏ thôi, chưa đến 100 mét vuông đâu, nhưng mà cũng bỏ ra mấy trăm triệu thì mới làm được cái nhà yến. Thế mà cái xác suất tỷ lệ thành công ấy thì nó tùy theo cái vị trí của ngôi nhà yến. Thế anh thì anh một là giáo viên thì lương ba cọc ba đồng, thì nếu mà tôi thì cũng làm công chức thôi, cũng ba cọc ba đồng như quý vị thôi, như những người công chức khác, vì cái khung lương bảng lương của nhà nước là như vậy. Nhưng mà để xây nhà mần nhà yến như thế này thì nó đối với một cái nhà yến thì nó là nhỏ, nhưng đối với một cái nhà ở thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Nếu mà xây một cái nhà ở như này thì nó rất tương đối là nhiều tiền mà đẹp khang trang. Nhưng mà nhà yến thì nó lại quá nhỏ so với những cái ngôi nhà quá lớn tôi đã từng đi sửa. Và tôi cũng nói là phải làm chuồng cu đảo chu nó phải cao lên. Thế thì anh cũng làm cao, và đúng là cao thật đấy. Và tôi chỉ có dịp để đi qua đây để tôi trải nghiệm xem là những người làm tự làm được tôi tư vấn sẽ làm ra làm sao, và nó có hiệu quả hay không. Thì anh cũng nói rằng là nó cũng được hỏng hơn 100 chim. Và hôm nay tôi lại tiếp sức, nếu trong trường hợp có hơn 100 chim thì tại sao nó được và móng ngôi nhỏ nhà nhỏ như thế này thôi. Và đây, thầy đừng có xuất hiện ống kính của tôi nha, thầy đi ra ngoài đi. Và đây là phòng kỹ thuật. Thực sự ra một sự đam mê thì nó không cần nhà to hay là không cần nhà nhỏ, mà sự đam mê thích nó, yêu nó thì khi yêu thì thích cái gì nó cũng đẹp, mà khi đã chán nhau thì nó có đẹp nó cũng thành xấu hết. Nhưng mà tôi hy vọng là ngôi nhà yến này cho trợ sức trợ duyên thì sẽ thành công, mà nó còn to, nó còn thành công hơn những ngôi nhà lớn nha. Vào nhà cái cửa nó phải mở ra, cửa mở ra cho nó không có hầm nhé, phải mở hẳn ra chứ đừng có để này. Để nó cắt cái đây ra, từ đây ra đây này. Và thực sự ra tôi rất là mừng và chúc mừng thầy giáo nhé. Tôi chúc mừng thầy giáo làm tốt, thầy giáo làm đúng. Và thầy giáo làm tuyệt vời đấy nha. Đấy. Mà thầy giáo phải làm, thầy giáo phải làm bê tông thôi, thầy giáo mua. Tôi biết thế này đấy. Biết thế này mà thầy giáo mua cho tôi khoảng ít gỗ để tôi đóng lại, đóng thành gỗ cho thầy giáo đi, chứ thầy giáo đã làm thế này thì cái tỷ lệ làm tổ nó kém lắm thầy giáo nhá. Chim thì rất nhiều nhưng làm cổ thì rất là yếu, mà sao lắp máy lạnh máy đồn chim cho nó cực cho thầy giáo. Không cắn thầy chơi cái này thì thầy chơi sao quá, thầy chơi cả máy à, máy Trung Quốc máy long đấy chứ. Không thầy làm này không được, cái này là cái bê tông đúng không? Trời ơi, ôi giận như này. Hôm nào ấy thầy mua tính rõ ra nhé. Không, thầy tôi chỉ cho thầy. Nên này thầy có này ngon. Đây này. Thực sự ra là uống mới xuống nhà thầy uống một ly cà phê với thầy cũng vui. Tôi đố kỹ thuật nào mà làm hơn một năm mà được như thế này, tôi nói thật với một câu một chia sẻ, nghiêm chỉnh một câu nhé. Được chưa? À. Đúng không thầy giáo? À, tôi tư vấn cho thầy đúng không? À, tôi đố kỹ thuật nào là mà một năm trời được hơn 100 tổ trong cái này.
đúng không? Nó thật ra kể cả bạn cũng thôi, nhưng mà tôi rất mừng. Bây giờ thầy đơn giản lắm, thầy chỉ quét một cái chỗ này ra. Ông này đi ra ngoài thôi để tôi hướng dẫn thầy làm. À, đừng có đóng cái cửa lại nhé, đóng cái cửa lại. Không, không, thầy cắt một miếng cho tôi từ đây sang đây ha. Không cần nỗ nào hết, thầy cứ làm cho tôi theo ý kiến của tôi. Tôi tư vấn trực tiếp cho thầy nhé. Không, 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 không vấn đề gì cả. Thầy cắt cho tôi ở đây để cho không khí nó trong này nó thông ra ngoài. Thấy không? Nha, thế thì bây giờ mở một cái lỗ này ra. Nha, mở cái lỗ này ra nữa cho tôi. Nha. Nó nhà này, thầy làm cái tha nam bê tông cái này chứ không làm tổ được. Chứ đúng là làm tổ nhiều lắm đấy. Nó làm bên vách không à. Nhá. Thôi bây giờ cái này này tôi để tôi trợ giúp cho thầy. Nếu trong là sau thầy mua cho tôi bao nhiêu mét gỗ thì thầy cứ tính như này này. Từ đây sang đây nhá. Xong là cứ 1 mét lỗ này tôi nên tôi đóng giúp thầy nhá. Không đáng bao nhiêu tiền đâu. Thì nó cái tiền mà nhà nhỏ để đi qua đi lại. Bây giờ như thế này. Mất tiền. Bây giờ thầy tính chỗ này ra cái tiệm gỗ đấy thì chỗ này ngay từ đây sang đây đúng không? Từ đây sang đây mấy mét? 6 mét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14. 14 mà nhân 6 là thầy đã tính ra bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét gỗ dài? Không. Thầy mua cho tôi 6 tấc, 7 tấc, 7 tấc gỗ nha. Nó khoảng tầm mười mấy triệu thôi. Rồi tôi đến tôi trợ duyên tôi làm cho thầy, nghe chưa? Để nó làm tổ như này nhà thầy là ngon lành rồi đấy. Tôi nói thật cho thầy là tôi làm ở đây 60 mét, nói chung thầy mua cho tôi 6 tấc gỗ. Anh em mà đến tôi đi qua về gần này tôi sẽ trợ duyên cho thầy, tôi làm cho thầy cái nhà yến này vô tư và thầy làm vô địch thiên hạ đấy. Nha. Ô tôi nói thật, bây giờ tôi sẽ trợ duyên cho thầy, tôi làm cho thầy một bộ âm. Nha. Vâng, đấy tôi làm cho thầy một bộ âm rồi là tôi làm âm trên cái nền âm cũ nhà thầy đấy. Ừ. Hiểu chưa? Tôi đã từng làm viết âm làm âm rồi thì nhà yến này sẽ tăng chim. Nhưng mà để mà làm tổ đấy thì nó phải có chỗ để làm tổ mà chỗ của thầy làm kém quá. Làm theo chiều này xong từ bên đây cách từ mép bên này sang bên này là 1 mét. Thì từ bên đây đến đây này, là 6 mét là 6 thanh. Đấy, 6 thanh dài, 6 thanh nhá. 6 thanh này. Bấm ngang hả? Thì đây bấm gỗ đây, đi ngang đi vào. Đóng gỗ như nhà yến thực thụ đấy nhá. Được chưa? Thì nhà này là có thu nhá. Nhà này tôi nói thật, nếu trong này tôi đếm là 1 này, 2 này. Đấy, nhiều lắm, nhà này nhiều chứ. 3 này, 4 này, nhưng mà thầy không phải sử dụng cái này đâu. Đừng sử dụng cái này nó mất ẩm. Đừng cái này kìa, cả cái này luôn. Cả cái này luôn. Tất cả không được dùng luôn nhé. Không cần dùng nhé. Đấy, không cần dùng đâu. Thế cái ống cái co này